một hai nè, thí dụ em này em sắp bộ, em cảm ơn anh Tâm bé ạ. Biết ngay mà, em biết là chơi chơi mà, anh nghỉ 4 năm hôm để hồi sức đúng không, để hồi phục lại công lực rồi mình vô mình chơi lại đúng không. Ok, đây này em sắp 4 cái nè chị Trâm, có ra chặn sắp đôi không, thử nha. Đấy, sao mà ra chặn sắp đôi được. Mọi người cứ nghĩ là sắp 4 là nằm im, nhưng mà không nha, không thể nào nằm im được. Em đã thử nghiệm rất là nhiều rồi, đã thử rồi mà không thành công. Em đã thử nghiệm rất nhiều và không thành công. Trời ơi, sắp tự nhiên em sắp 3, 4, 5 mà đâu ra mà nhảy hạt, đâu ra ông ơi. Hay quá, là đổ thừa rồi. Sắp đôi, thấy chưa, cái này sắp 5 mà nó lại sắp đôi đây. Em cảm ơn anh Trung, em cảm ơn anh. Xin một con lễ kiếm con bò coi nào. Sóc như mọi khi đi, như mọi khi là như nào hả anh? Hai bánh. Rồi cho xin một con lễ, cho xin con bò đi nào. Chết cha mất. Sóc thôi rồi, sóc đôi rồi, quay lại sóc đôi rồi. Mất luôn chuồng bò thiệt. Em làm gì có chuồng nào, em chỉ xin đúng một con thôi. Để mốt em về em nhân giống. Bữa em xin được hai con bò, ai dè tính là cho phối giống với nhau, ai dè xin mãi năn nỉ mãi mới được hai con. Ai dè hai con bò đực. Bây giờ ráng kiếm thêm một con bò cái nữa mà không biết có không. Bữa hai con bò đực đâu ngói đâu, không chuột bê bê. Tay này sắp đôi tiếp. Rồi rồi tới công chuyện luôn rồi. Ngưng lại, đúng rồi, ngưng lại một vài tay đi tí ơi. Bác nay toàn chẳng vào không đúng giờ hả? Từ từ anh ơi, anh không nhớ em nói là cái like của em kiểu gì cũng phải có một cái bệt sắp đôi tầm 4-5 tay à, xong nó mới trả lẻ chứ. Chơi với em mà không có hiểu quy luật nhà em gì hết. Chơi với Cúc mà không hiểu quy luật nhà Cúc gì hết. Tới này lẻ xỉu. Anh tự tin là kiểu gì cũng bốn ha. Vậy tay này anh đi cái gì vậy? Hấp, à quên, gãy, để em đi ké nào. Ta 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 ta. Em ơi, em có cảm giác như là chị Trâm là người mà chị là người chuyển vị hay sao á. Đáng ra cây này nó phải lẻ mà chị hô một cái chẳng một cái nó quay lại chẳng luôn. Chị quả là một con người ghê gớm, chị nói đi. Chị giấu cái gì ở trong cái bát này? Chị khai thật ra đi. Chị khai thật đi, chị giấu cái gì ở trong cái bát này? Nhầm cầu hả? Nhưng mà cái cầu đôi khi nó đâu có tôn trọng mình đâu. Trâm là con nhà cái. Chị Trâm là... Oh, hello anh Sơn Long. Nếu như con nhà cái thì chị Trâm... Oh, ấy... Sắp đôi tiếp. Mới đầu vô bà phán em là hả, em là máy sắp đôi nè. Thì từ đầu giờ tới giờ chưa gặp chị Trâm là em làm máy lẻ nha. Từ lúc gặp chị Trâm tới giờ em đổ qua thành máy sắp đôi luôn. Nghiệt ngã. Ôi, tôi đau đớn. Ôi, tôi đau đớn, tôi gục ngã. Trâm vào đây để quản lý nó. Thiệt.
chị Trâm ở đây quản lý á, ai mà hả chị Trâm hô mà không lên quà là chị Trâm hô gãy đó. Các anh, chị Trâm ghê lắm. Ý đồ của chị Trâm là vô đây mà ai mà hút mà không lên quà là gãy đó. Hello anh mèo chuột. Rồi mèo vô đúng lúc luôn. Nhanh lên các anh ơi. Các anh ơi, nhanh tay nhanh chân lên nào. Nhanh lên, người tốt phải thảnh thơi. Các anh ơi, lên quà đi, lên quà ly lịa đi để em lên lẻ cho các anh. Thì hỏi sao mà em không có sức đâu để mà sốc nữa. Chị Trâm là chị Trâm, bởi chị Trâm là quản lý của em mà chị Trâm đâu có lên quà được. Tứ luôn. Không rồi quên. Tứ tay này. Đó. Thấy chưa, em không còn sức lực để mà hô nữa. Em cảm ơn anh Lucifer. Em không còn sức lực để mà em sốc ra lẻ nữa rồi. Mệt quá, đói quá. Tôi cảm giác không còn miếng. Em cảm ơn Essen. Ây da, sạc được 20% công lực rồi mọi người ơi. 100% công lực là em sốc lên lẻ không. Lẻ lót tứ không. Em nằm bốn trắng hả Cúc? Này hả chị Trâm? Lẻ mới được 20% công lực mà được lên nguyên một con lẻ như thế này mà. 90% công lực chắc là họ lên nguyên một giây lẻ quá. Đúng không mọi người? Đúng không các anh? Em nói vui vui vậy thôi nhưng mà em xin quà là thật đó mọi người. Mọi người đừng tưởng em nói vui vui vậy là mọi người. Mọi người đúng đúng đúng, quá đúng. Quá đúng. Lại về sắp đôi vui vui hả? Buồn quá. Ló ba đẻ không? Ló chẳng ba ló anh ơi. Chẳng ba ló. Chẳng ba lé chứ. Lé ba chẳng. Chẳng ba lé. Ló ba chén. Ló ba chén là gì? Đừng ló ba đẻ đâu. Ló ba chén. Ló ba đẻ là lé ba đỏ. Ló ba chén là lẻn ba chó. Ông nội. Ló ba chén là gì trời? Ông bị ngáo rồi. Em tưởng em ngáo mà các anh còn ngáo hơn. Em nói như vậy. Hồi nãy ổng nói là lỡ ba đẻ. Ba rõ cho mèo đi trời. Ok chuột ơi. Lỡ ba đẻ. Lẻ đi sợ lắm ha. Lỡ ba đẻ cho chuột nè. Ta 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 ta. Nắng lên chiều xuống thành phố mộng mơ. Em cảm ơn chột, cảm ơn anh. Cố bẻ chết bằng B luôn. Tứ tiếp luôn. Em nói mọi người cứ lẻ lót tứ đi mà.